Thanh niên đào đất vô tình nhặt được đồ cổ gây tranh cãi khắp cõi mạng. Chàng trai cho biết trong lúc đào đất, anh đã phát hiện một vật thể lạ. Dưới 3 mét đất là một chiếc mặt nạ bằng sắt rất nặng. Nó có hình thù khá giống với giáp đội đầu ngày xưa. Tuy nhiên, dáng vẻ của chiếc mặt nạ này khá lạ lùng, họa tiết trang trí có vẻ là của người Champa. Đặc biệt hơn, phần nón của mặt nạ có một vài chỗ được quét vàng rất nổi bật. Quá tò mò, chàng trai mang về và chùi rửa. Điều bất ngờ là càng chùi thì phần vàng của chiếc mặt nạ càng sáng lên. Lúc này, nam TikToker nghi ngờ đây chính là một chiếc mặt nạ dát vàng. Ngay lập tức, anh chàng đăng tải lên TikTok và nhờ cư dân mạng định giá giúp mình. Đoạn clip nhanh chóng thu hút được sự chú ý từ dân tình. Vô số ý kiến được đưa ra tranh cãi về danh tính thật sự của chiếc mặt nạ bí ẩn này. Nhiều người tin rằng đây là một món đồ cổ vì nó rất giống với mặt nạ của những vị tướng xưa. Hơn nữa lại dát vàng như thế kia thì chắc chắn là đồ quý. Không ít người còn ngỏ ý muốn mua lại món đồ này. Chuyến này có vẻ nam TikToker giàu to. Vàng, giáp của tướng Champa, binh bại như núi lở. Cái này mặt nạ người Khmer, tiền không đấy. Cái vàng đó là vàng nguyên chất rồi, bạn lời to. Tuy nhiên một số người lại khuyên anh chàng không nên cầm thứ này về nhà nếu không muốn xảy ra chuyện không hay. Vì những đồ cổ như vậy rất dễ bị ám. Nên đưa vào chùa, không nên mang về nhà, rất nguy hiểm. Nếu nó là đồ tùy táng thì đội lên sẽ bị ám. Còn bạn, bạn nghĩ sao về món đồ này của nam thanh niên? Hãy comment phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!